Ok, chào mừng 500 anh em đã trở lại với cái kênh Trải nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho em ấy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những cái video, nhận những cái like sớm nhất từ cái kênh trải nghiệm của mình nha anh em. Thì hôm nay mình vào trong đây mình sẽ show lên một cái bảng điểm master của một con cờ lát, con nhân vật đó là GF Quyền Dương, còn gọi là Thiết Binh, ở ngay luôn cái con game là Lock Container phiên bản Philippines nha anh em. Hôm nay mình sẽ cho một cái bảng master cực kỳ khác. Ở những cái phiên bản trước, ở những cái like trước hoặc là những cái video trước, mình đã cho ra GF đi theo hướng anh ghi, GF đi theo hướng là mana. Còn bây giờ mình sẽ cho em ấy đi 100% theo hướng HP. Và hướng này mình khuyên anh em chỉ dùng để đi BK thôi, còn đi farm nó như hạt vậy anh em, nó không có được ngon nha. Anh em lưu ý nếu mà đi theo hướng như gì thì các anh em phải cho lên một cái lever cố định. Ví dụ là các anh em chơi theo cái hệ là lever 1k2 thì các anh em hãy farm lên đúng 1k2 rồi các anh em có thể chuyển. Vì khi chúng ta farm lên đúng 1k2 là anh em được gì? Anh em được một cái vé tẩy master, thì chúng ta có thể là vào trong này để tẩy cái điểm master lại một chút xíu. Mình sẽ review chi tiết một cái bảng master của con GF đi theo cái hướng là HP và nó sẽ như thế nào. Và hôm nay mình sẽ trả lời luôn cho anh em biết, có một vài anh em hỏi mình đó là cái con sói hoàng kim mình mua có bị nhầm hay không, có con sói nào nó chênh lệch về cái lượng đam hay không. Thì hôm nay mình sẽ vào trong đây và phe với anh em luôn. Đây là một con sói hoàng kim mà mình đã mua được với trị giá là 1k lemu, thì ở trên thị trường không ai bán đâu anh em. Ở thị trường người ta bán tầm khoảng 2k, 2k2 hoặc là 2k5, còn anh em nào người ta muốn thanh lý thì người ta mới có bán là cái giá là 1k thôi. Ở đây là cái con sói hoàng kim nó sẽ đi theo cấp nhân vật của anh em. Nói nôm na cho anh em dễ hiểu, các anh em nhân vật các anh em càng cao thì chỉ số của cái con sói hoàng kim này nó lên càng cao. Điển hình như mình đang ở cán mốc là 1200 thì nó sẽ ở chỉ số gì, còn anh em lên 1300 nó sẽ cao hơn, 1400 nó sẽ cao hơn. Khi các anh em mắc binh lên thì cái con sói của anh em nó sẽ mắc binh lên theo, nên các anh em đừng có mà lăn tăn hay là băn khoăn vì là đã mua nhầm con sói không đúng nha anh em. Vì là cái con sói này nó sẽ trùng với con sói hư không, trùng với con sói double ganger và trùng với một cái con sói là event, thì tất cả những cái con sói mà hỗ trợ full dòng nó đều chung chỉ số, nên anh em đừng có lo lắng, anh em thích hệ nào thì chơi hệ đó. Hôm nay mình có lên trên chợ mình xem là có một cái con sói hư không bán với trị giá là 800 lemu, nhưng mà mình mua không kịp. Không phải không kịp mà mình chưa có lemu, mình chưa có bán đồ tích lemu được nên mình không có mua được, tại mình thấy hôm nay nó hơi đen anh em, nên mình định mua con sói đó để cho nó bớt đen, đen chồng đen là nó sẽ hết nha, tại vì người ta nói là nó tương khắc quật kỵ với nhau. Đây là một set đồ GF mà những anh em dân cài có thể là cài được, còn lên set Biggie hoặc là Apple là anh em không thể cài nổi, các anh em phải có nạp nhẹ vô các anh em mới có thể là sở hữu. Còn ở đây trên người mình thì các anh em sẽ sở hữu được hết. Đây là cái set đồ Manti cộng 20, nếu các anh em không có khả năng thì chơi set đồ Manti cộng 15 là nó đã đẹp. Ở đây toàn bộ là những cái món đồ mà mình review, up clip hay là like là anh em có thể là sở hữu bằng cách là cài được nha, không nhất thiết anh em phải vào đây nạp 100%, mà các anh em có thể là nạp nhẹ để mình cài cho nó nhẹ, để không thôi các anh em phải cài bục mặt ra các anh em phải mới có được cái nguồn thu, tại vì không có con game nào mà nó dễ ở như trong mơ được. Nên các anh em muốn có được những cái mà người ta không có thì các anh em phải đánh đổi, một là đánh đổi bằng lúa, còn hai là các anh em phải đánh đổi bằng thời gian. Thì các anh em chơi theo hướng của mình là phải đánh đổi bằng thời gian nha. Bây giờ các anh em thấy là mình đang chơi một cái skill đây, một cái skill này móc tinh thần, tiếng quốc của nó là cái chữ hóc anh em. Thì ở đây những cái phiên bản khác thì nó sẽ có những cái tiếng là tiếng tàu, tiếng tây gì đó, còn ở đây là nó sẽ diệt quá lại, anh em có thể là móc tinh thần nha anh em, còn gọi là cái là móc quyết hay là móc gì đó thì tùy theo phiên bản muốn đổi gì đổi. Thì đây mình sẽ đi theo cái hướng chính, đầu tiên mình sẽ vào review cho anh em là lever 400, từ 1 tới 400 thì chúng ta sẽ có một cái lượng bull in chuẩn ở ngoài đây, cắt móc ngoài đây lên tới 400 rồi chúng ta không còn, nên cái việc mà cân đo đong đếm thì các anh em phải cộng cho nó chuẩn vào. Ở đây sức mạnh là mình cộng vừa đủ mặc đồ set trang bị vũ khí dân dân và may may. Tiếp theo nhanh nhẹn thì anh em cộng tầm khoảng là 700 quay đầu hoặc là như mình 608 để làm chi thì một chút xíu nữa mình sẽ chia sẻ luôn. Năng lượng thì anh em chia cho mình là vừa đủ các boost, anh em muốn boost phòng thủ, boost tăng HP hay là boost tăng cái gì đó thì ở nó chỉ có ba cái boost thôi, thì các anh em có thể là sử dụng ba cái boost như mình, thì các anh em phải cộng vào 404, còn bao nhiêu thì chúng ta phải cộng hết vào trong HP, hoặc là chúng ta có thể là cộng vừa đủ để học cái skill này, còn bao nhiêu thì dồn qua hết nhanh nhẹn, cái đó thì tùy theo người nha. Thì mình đã test hai con
Con trước thì mình chia ra 5 năm, một bên là nhanh nhẹn và một bên là thể lực, thì nó cho cái lượng đam nó không được như ý muốn. Thì bây giờ mình sẽ dồn hết nội công qua bên đây, thì nó đã cho mình hài lòng và vừa bụng luôn. Và vô cái thống kê thuộc tính thì các anh em thấy ở trên đây, lực tay của mình khi mà mình farm quái chỉ có 6k, nhưng mà khi mà bơi k thì chúng ta lên tới là 11k. Ở đây nhanh nhẹn của mình là hơn nửa đường, như vậy là nó đã thành công. Vì khi vào trong nó solo 1-1 chứ không phải là mình vào một cái bãi quái whip mà mình nên đánh 7-8 con, thì các anh em lăn tăn phải cộng cho mắt pin, quánh con này sọt con kia hoặc là móc con nọ. Còn cái này chúng ta vào trong đó là đây là một cái con game khi bơi ca trên lệch đồ với nhau thì mình có thể là one hit được nha, chứ ít khi nào còi nhây. Còi nhây là hai bên đồ không có gì hết thì chúng ta mới thể là còi nhây quánh qua quánh lại, còn ở đây là chúng ta có thể là one hit được. Nên cái chuyện mà chúng ta cộng vô mát cái cột này thì chúng ta lại hụt đi cái lượng đam khi mà chúng ta kết liễu. Ở đây phòng thủ cho chúng ta là 8k, còn ở dưới đây là phòng thủ bơi quê bơi là cũng 8k. Những chỉ số của mình HP thì mình lên rất là cao, 16k, 16k chính nha. Nếu mà boost lên chắc có thể là tròn trang 17k, ít đời thì 40k. Nhưng mà mình có một cái thắc mắc, không biết vì sao mấy anh kia anh cộng HP lên 70k, mình không biết luôn anh em, hay là ông đưa up test B vô, toàn bộ test B đó là ít đời hết, mình không hiểu. Nhiều anh em ở trên group anh chụp lên một cái mình nhìn mình tá hỏa, nếu mà 70k thì làm sao mà quánh được cái giáp SD anh em, quánh chưa được cái giáp SD nữa làm sao quánh vô được cái giáp trụ và vô được HP của mình. Nên khi mà SD của mình càng cao thì chứng tỏ mình được ba cái áo, một cái áo SD, một cái giáp trụ và một cái HP của mình. Các anh em thấy nó cực kỳ không? Thì ở đây là những thông tin thuộc tính chính của mình, các anh em có thể là tham khảo qua một lượt nha. Và không để cho anh em chờ lâu, mình sẽ vào trong đây review một chút xíu về cái bảng kỹ năng. Ở kỹ năng thì anh em có thể là cộng lên tùy thích, ở đây là ba cái bút tăng thủ của em ấy đây. Cái phần này là phần quan trọng để cho các anh em xem và biết luôn vì sao mà chúng ta đi theo cái hướng này không có farm được. Vì ở đây cái lực tay mà để farm quái thì nó cực kỳ thấp, nếu mà anh em ở cái map thấp thì quánh không có ad, mà lên map cao thì quánh quái không có thấm, trừ khi là anh em phải có đồ mắt pin. Đồ mắt pin là sao? Các anh em phải lên tầm khoảng là đồ BG hoặc là đồ Apple, bao tay cũng phải cho ngon lành lên chúng ta kết quái mới được. Kèm theo đó là phải có E4 nè, rồi pentagram tốt nè, và một cái con bét để hỗ trợ cho chúng ta. Thì bỏ qua mấy cái đó là chỉ để cho những anh em dân nạp, còn anh em dân cài của mình đi cứ đi theo như mình, anh em đảm bảo anh em phê quên lối về nha. Thì ở đây mình sẽ cộng vài máy cho là phòng thủ bơi 20, cứ tin tưởng mình anh em. Ở đây là SD tối đa, khi mà cấp độ SD của tối đa lên nhiều thì hôm nay mình đã có nói đây là một cái giáp. Và ở bên đây là tốc độ phục hồi SD, thì khi mà SD của chúng ta quánh xuống khi hai bên còi nhây mà SD của mình phục hồi nhiều hơn là mình có thể là lật ngược tình thế nha. Ở đây là thủ, ba cái thủ, vì mình không có đi farm trên map cao thì ở đây mình không có chọn là phòng thủ thuộc tính. Và chắc chắn là sẽ có anh em nhào vô đây nói bộ BK không có thuộc tính hả? Vâng, đúng luôn, nhưng mà làm sao để chọn được cái thuộc tính mà mình kháng anh em, khi BK đối kháng với nhau trừ khi là anh em phải có là full ban 5 hệ các em mới khắc chế được người ta, chứ không thôi là các em không có lấy dòng khắc chế được. Thay vào đó thì anh em có thể là cộng vô cái hướng khác. Đấy, mình có thể là cộng qua bên đây là cái này là tiền thưởng giáp bộ nè, khi mà chúng ta mặc đủ các set trên người thì nó sẽ thưởng thêm. Ở đây là nhanh nhẹn, khi mà chúng ta không có cái điểm gì để cộng thì chúng ta hãy cộng vô trong đây cho nó 20, nhưng mà mình phải chia đều ra. Đấy, mình phải cộng lên đây và cộng xuống đây, đặc biệt là chúng ta phải cộng vào HP. Vì sao? Vì mình đi BK anh em nhớ kỹ trong đầu, mình đang cộng BK chứ không phải là cộng farm quái, như vậy cho anh em dễ hiểu hơn. Ở đây là sức mạnh mình sẽ cho lên và phản, các anh em cũng cần lấy một chút xíu phản nha. Qua qua một cái trang thứ hai thì mình cũng cộng như vậy đây, anh em có thể là cộng đây dài ngang đây. Tiếp theo đó là HP, các anh em chăm chú cho mình HP cho nhiều vào, tại vì mình đang đi theo hướng GF của HP. Thì ở một cái cư vị là mình chơi một cái K2, khi mà lên một K3 nó cực kỳ lâu thì không cần phải cộng vào cái skill đập đất này quá dội anh em, thì các anh em hãy cộng theo cái hướng này. Và mình đã có nhắc lên một K2 là nó sẽ cho mình một cái giá tại Master, nên chúng ta được hai lựa chọn, một cái lựa chọn đầu tiên và nếu không ưng bụng thì chúng ta có thể là tẩy và chọn lại cái lần thứ hai. Ở đây là một cái tăng sát thương mình chỉ cho lên 10, và cái đây là một cái trang cuối cùng, trang thứ ba của cây chính, các anh em nhìn mình cộng đây. Đừng có cộng vô phòng thủ làm gì anh em, vì game này cũng không cần thiết cộng vô phòng thủ nha. Nếu mà anh em cộng vô trong đây thì nó sẽ phí thôi. Thì các anh em đây cộng dài ngang đây, đây là sát thương tối thiểu, bên đây là sát thương tối đa, bên đây là ở đây là khi chúng ta bị hụt
HP thì nó sẽ có là tỷ lệ hồi HP cho chúng ta nhiều và nhanh. Ở đây là hồi HD. Và tiếp theo thì ở đây cũng vậy, mỗi lần mà mình tấn công, mình đam được kẻ thù thì mình có cơ hội mình phục hồi lại HP, và bên đây cũng có cơ hội phục lại HD. Các anh em nhớ nè, không farm quái là không cộng ba dòng này, đừng có cộng ba dòng này. Theo mình nha anh em, tại lúc trước mình có cộng một bảng theo cái dòng này, nó không có cho quá nguy hiểm và hãy cộng 20 bên đây, 20 bên đây. Nó tròn do như chữ O luôn nhưng mà nó cho ra hiệu quả rất là chênh lệch anh em. Tiếp theo là mình sẽ đi qua một cái cây hùng vĩ cho anh em xem và tham khảo. Hùng vĩ trên là mình sẽ cộng mắt binh, không còn sót cái gì hết, không còn điểm để cộng luôn. Tiếp theo là mình sẽ đi theo hướng băng. Thì một số anh em nói là đi BK đi theo hướng máu này đi, đang cho nó quyết đoán hơn chút xíu thì cũng được anh em. Nhưng mà mình khuyên anh em, nếu mà anh em có chơi thời gian lâu, thời gian dài và gắn bó với con nhân vật này thì mình hãy chia cho nó là 82 chia 55. Tại vì ở đằng trước nó đã quá phụ thuộc vào trong BK thì ở đây mình sẽ dớt giác lại. Nếu mà anh em ngẫu hứng lên, cái anh em đi farm lôi con nhân vật mình ra đi farm thì cũng farm chủ quái được, vì ở đây nó sẽ hữu dụng hơn khi chúng ta đi bên băng là đỡ đi farm quái. Theo anh em nói và mình cũng nghĩ, lúc trước là mình không có cộng này, cái bản trước mình cũng cộng bên băng và bản này mình cũng cộng bên băng luôn, chứ mình chưa cộng bên ở trên đây là nó sẽ rút HP. Những anh em nào mà có cộng tới đây mà thấy cái đường mà rút HP nó có cái tương lai sáng lạng hay là đạm to hơn, hãy comment vào cuối phần video để góp ý cho mình nha anh em. Tiếp theo là mình sẽ vào cái trang cuối cùng cho anh em xem. Trang cuối cùng mình cộng rất là đẹp, tuy là mình chỉ số chỉ có 1.200 thôi nhưng mà mình đã cộng rất là đều, anh em thấy nè. Mình sẽ cộng rất là đều nên như vậy nó cho ra một cái lượng đam rất là to. Hai con mắt này anh em thường hỏi mình nhất là nên cộng vào cái gì. Hai con mắt này hiện giờ mình đang cộng trên cái hướng là anh ghi chứ không phải cộng vô HP đâu nha anh em, anh ghi đó anh em à. Vì như vậy mình mới khuyên anh em là đừng có cộng vào trong đây dội nè, mình hãy chừa điểm, mình hãy cộng làm sao cho hai cái ô con mắt của mình, anh em hãy cộng vào anh ghi cho mình. Và hồi tối mình đã có một cái like nhẹ của cái vị class này, thì mình đã có dùng sói hoàng kim nè và một cái combo đồ trên người như gì đây, và kèm theo đó là một cái bản master thì mình solo thì nó cũng rất là trôi chảy mượt mà, nó không phải quá tù túng. Ở lúc trước mình đã có cộng vô một cái hướng là chuyên để đi farm mà lâu vô BK hoài là bị quanh hết hoài, nhưng mà mình cộng theo cái hướng này mình cảm nhận và mình thấy cái sự gõ gạch của nó là có sức chống chịu tốt và nó xả lượng đam rất là ổn. Vì mình chơi theo một cái skill này nó sẽ đơn mục tiêu, nó không phải như là gầm thét, nó không phải như là ảo ảnh liên hoàn mà quánh đa mục tiêu, nhiều mục tiêu. Thì các anh em thấy nè, những cái nào mà đơn mục tiêu thì nó sẽ dồn đam nhiều và quyết đoán hơn. Ví dụ cái con DL để các anh em thấy nó yếu, nhưng thật sự không phải nó yếu đâu anh em, tại nó quánh đơn mục tiêu khi mà solo. Các anh em thấy nè, nó quánh vô cái nào là thấm thía cái nấy nha. Thì cái anh em liên tưởng và nghĩ tới cái con GF này cũng vậy, khi mà nó quánh bao trùm quá thì đam nó sẽ phân phối, nó chia ra. Còn hiện giờ mình đã cộng theo hướng cho nó là đơn mục tiêu thì nó kết liễu những cái nhân vật hay là những người solo với mình nó sẽ nhanh gọn lẹ hơn. Đó là những gì mà mình muốn chia sẻ cho anh em về một cái bản master của con GF Quyền Dương này. Thì anh em xem tới đây có những gì sai sót hay là có những gì cần bổ sung thì anh em hãy mạnh dạn comment vào cuối phần video nha. Và cảm ơn em đã bỏ thời gian ra quý báu xem mình chém gió hết cái video này. Và video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video clip lần sau nha.